Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, sau trang tin phản ánh các hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, là mục chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phóng sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao tặng giấy khen cho hai tập thể và các cá nhân cho hai đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Thanh Luông về thành tích phòng chống ma túy. Đại tá Bùi Thế Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và trao thưởng. Theo đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, tại khu vực bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đia Va, sinh năm 2006, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 4 tháng 12, tại đội 6 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tổ công tác của đồn biên phòng Thanh Luông và phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng Lò Thị Hà, sinh năm 1989, trú tại đội 9 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu tại hiện trường 2.000 viên ma túy tổng hợp. Với tinh thần mưu trí dũng cảm, không bỏ lọt đối tượng, chiến công của hai đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Thanh Luông ngay trong thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đã làm vẻ vang thêm thành tích đấu tranh chống tội phạm qua tuyến biên giới, cũng như tội phạm buôn bán ma túy trên địa bàn. Với thành tích xuất sắc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho hai tập thể và 4 cá nhân của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân cho đồn biên phòng Thanh Luông. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới năm 2021. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong đó là công tác tham mưu xây dựng biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng liên quan tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, duy trì thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên hai tuyến Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, chế độ hội đàm định kỳ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát song phương kết hợp tuyên truyền pháp luật. Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, bảo đảm dự phòng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong 2 ngày mùng 4, mùng 5 tháng 12, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh phá 3 vụ án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 128.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công chuyên án DB1221P, bắt giữ một đối tượng, thu 120.000 viên ma túy tổng hợp. Lúc 21 giờ ngày 5 tháng 12, tại khu vực bản Na 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, lực lượng đánh án phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy trên đường quốc lộ 279 hướng về trung tâm xã Pom Lót có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy nhằm thoát thân nhưng đã bị các chiến sĩ bủa vây khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách tay màu đen, đối tượng để trên xe có 20 bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng, bên trong có các gói màu xanh, chứa viên nén màu hồng ký hiệu VKY là ma túy tổng hợp số lượng 120.000 viên. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Sùng A Bia, sinh năm 1995, trú tại bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Sùng A Bia được hai đối tượng người Lào chưa rõ danh tính thuê vận chuyển ma túy tổng hợp đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Điện Biên thì Bia sẽ được trả tiền công là 50 triệu đồng. Cùng ngày, vào lúc 11 giờ 30 phút tại khu vực mốc 116 tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt giữ đối tượng Đia Va sinh năm 2006, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 4 tháng 12, tại đội 6 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tổ công tác của đồn biên phòng Thanh Luông và Phòng Phòng chống ma túy tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng Lò Thị Hà, sinh năm 1989, trú tại đội 9 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu tại hiện trường 2.000 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc đã được đồn biên phòng Thanh Luông hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Trong phần chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí luật an ninh mạng. Chương 2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 1. Đánh giá điều kiện về an ninh mạng là hoạt động xem xét sự đáp ứng về an ninh mạng của hệ thống thông tin trước khi đưa vào vận hành sử dụng. 2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Quy định, quy trình và phương án bảo đảm an ninh mạng, nhân sự vận hành, quản trị hệ thống. B. Bảo đảm an ninh mạng đối với trang thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành phần hệ thống. C. Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng, biện pháp bảo vệ hệ thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp, thực ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí tuệ nhân tạo. D. Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao gồm cách ly cô lập đặc biệt, chống rò rỉ dữ liệu, chống thu tin, kiểm soát ra vào. 3. Thẩm quyền đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau. A. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an đánh giá chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này. B. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đánh giá chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự. C. Ban cơ yếu chính phủ đánh giá chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban cơ yếu chính phủ. 4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được đưa vào vận hành sử dụng sau khi được chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng. 5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này. Có thể khẳng định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để thực hiện nhiệm vụ này, hai lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an được xác định là lực lượng nòng cốt chuyên trách, phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 107 ngày 2 tháng 6 năm 2003 về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình mới.
Nghị định số 06 ngày 12 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong hướng dẫn chỉ đạo Bộ đội Biên phòng và lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, thì mối quan hệ giữa hai lực lượng này càng được nâng lên tầm cao mới. Có thể nói là hai lực lượng đã phối hợp rất tốt, hiệp đồng rất chặt chẽ và nhịp nhàng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia cũng như là bảo vệ đường biên mốc giới. Thế thì nổi bật có thể kể đến là đã đấu tranh ngăn chặn rất tốt cái âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong cái việc mà tuyên truyền thành lập nhà nước riêng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thứ hai là đã liên tục phối hợp tấn công, chấn áp các loại tội phạm ở khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên biên giới. Cho nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới được đảm bảo, góp phần tạo cái môi trường ổn định để nhân dân khu vực biên giới yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với địa bàn biên giới. Cùng hai lực lượng công an và biên phòng, hôm nay chúng tôi đến thăm gia đình anh Vừ A Hờ ở bản Nầm Pố 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Căn nhà này chính là thành quả của anh và gia đình đã phấn đấu làm ăn, phát triển sản xuất hộ gia đình trong suốt thời gian qua. Di cư về huyện Mường Nhé năm 2006, gia đình anh có 7 người, cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng nghèo khó. Từ khi về định cư tại đây, anh luôn được lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn tạo điều kiện về mọi mặt để phát triển cuộc sống. Đến nay, sau hơn 15 năm ổn định sinh sống và làm ăn trên mảnh đất này, anh cùng gia đình luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, nhà nước và cũng chính là một trong những nhân tố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, lôi kéo ở địa bàn này. Là một tỉnh vùng cao biên giới, Điện Biên có 40,861 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và 414,712 km đường biên giới tiếp giáp với các huyện Phong Sa Lì, Mường Mày, Sẩm Phăn, Nhọt U của tỉnh Phong Sa Lì và huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với 4 huyện, 29 xã biên giới, một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu chính, một cửa khẩu phụ, 5 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Song, đây cũng là yếu tố mà các loại tội phạm triệt để lợi dụng để ẩn nấp hoạt động. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ. Cái thứ nhất là hàng tháng là chúng tôi tổ chức giao ban, trao đổi thông tin và thứ nhất là trao đổi thông tin, thứ hai là đánh giá cái tình hình các cái thực hiện các cái công việc trong tháng và các cái dự kiến một số các cái việc, các cái nhiệm vụ của thời gian tới, nhất là cái tình hình về quản lý bảo vệ biên giới, quản lý địa bàn. Đấy, trong thời gian qua sau khi có cái nghị định 03 thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và đến nay nhìn chung mà nói và đánh giá thì cái nghị định 03 đã đưa vào cuộc sống, phối hợp giữa ba lực lượng rất là tốt. Những năm gần đây, tình an ninh trật tự khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản ổn định. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sơ hở trong quản lý biên giới cửa khẩu để xuất nhập cảnh trái phép. Các đối tượng buôn lậu, hình sự ma túy, mua bán người hoạt động ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương biện pháp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng, công an các huyện biên giới, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, các đối tượng lao động làm thuê tại các địa bàn giáp danh các cửa khẩu, lối mở. Hàng năm, hai đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 03 để thống nhất các nội dung lãnh đạo chỉ huy phối hợp trong các mặt công tác, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, duy trì đều đặn giao ban giữa các cấp. Qua các buổi giao ban đã đánh giá kiểm điểm những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp để kịp thời khắc phục thực hiện tốt hơn. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ như phòng trinh sát, phòng chống tội phạm ma túy và các đồn biên phòng xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ
và chuyên án phối hợp chặt chẽ với lại các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh như Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh đối nội và An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các huyện biên giới, chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình, địa bàn, đối tượng, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn công tác xuất nhập cảnh liên quan xâm phạm đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu biên giới. Công tác phối hợp trao đổi thông tin tình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, tình an ninh trật tự, những chủ trương chính sách mới, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa hai lực lượng được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hàng năm, hai bên đã trao đổi trung bình trên 100 tin. Những thông tin trao đổi luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 5 năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức trên 60 buổi tuần tra với trên 350 lượt người tham gia. Phát hiện ngăn chặn trên 31 trường hợp công dân Việt Nam vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc để lao động. Phát hiện bắt giữ 175 vụ với 205 đối tượng phạm tội về kinh tế, đấu tranh thu giữ 112 kg heroin, 313.131 viên ma túy tổng hợp, 90 kg ma túy đá, 3,34 kg thuốc phiện. Phối hợp điều tra một vụ án mua bán người, bắt giữ một đối tượng. Bên cạnh đó, hai lực lượng đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trên các tuyến biên giới, từ đó góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối đường biên mốc giới trong thời gian qua. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo, cái thứ nhất đấy là phối hợp tham mưu cho các cấp ủy chính quyền ở các cái xã biên giới đẩy mạnh công tác cái tuyên truyền và vận động, nêu cao nhận thức của quần chúng nhân dân về cái âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cái việc đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ đường biên mốc giới và thực hiện đúng các cái hiệp định, quy chế quản lý biên giới. Cái thứ hai nữa là Công an tỉnh cũng đã tăng cường cái lực lượng xuống cơ sở và chủ động phối hợp với các cái lực lượng biên phòng kịp thời phát hiện và xử lý các cái vụ việc ngay tại cơ sở, không để lột xuất bất ngờ và tổ chức đấu tranh mạnh với các cái loại tội phạm và vi phạm pháp luật, làm trong sạch cái địa bàn biên giới. Cái thứ ba nữa là phối hợp và tuần tra kiểm soát biên giới, không để các cái thế lực thù địch và phần tử xấu xâm nhập và phá hoại, ngăn chặn những các cái tình trạng là xuất và nhập cảnh trái phép. Cái thứ tư nữa là phối hợp tăng cường cái công tác phối hợp Công an Lào và Công an Trung Quốc trong cái công tác trao đổi thông tin và cái tình hình phối hợp giải quyết các cái vụ việc liên quan của mỗi bên theo cái quy định. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được hai lực lượng quan tâm chú trọng. Đã phối hợp xây dựng, duy trì và hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn các xã biên giới. Điển hình như mô hình tổ tự quản đường biên mốc giới, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, điểm sáng biên giới, thôn tự quản về an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Các hội nghị được tổ chức thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, các buổi sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi họp thôn, sinh hoạt dòng họ, sinh hoạt mô hình tự quản. Qua đó, nhận thức của nhân dân về quốc phòng an ninh nói chung, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Lực lượng công an này, bên phòng đã có tuyên truyền về cái chủ quyền biên giới của xã Mộng Mơn nói chung và Bảo Văn nói riêng, về cái chủ quyền biên giới của an ninh trật tự, và lực lượng công an và bên phòng đã cố gắng về từ nhà ngõ từ cửa tuyên truyền đầy đủ những các trật tự an ninh này, về cái nhập cảnh trái phép,
và đặc biệt nhất là về cái đại dịch COVID-19 thì công an lực lượng và biên phòng đã về từng nhà để tuyên truyền bà con, vận động bà con nhân dân đầy đủ. Dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp trong 2 năm qua là một trong những yếu tố làm gia tăng hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt, hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tăng cao với những phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Do vậy, việc thực hiện song song hai nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 của hai lực lượng công an, biên phòng càng trở nên khó khăn vất vả. Xác định rõ nhiệm vụ được giao, thời gian qua, hai lực lượng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp với lực lượng công an, quân sự, tổ chức duy trì 6 trạm kiểm soát biên phòng tại địa bàn biên giới, 2 trạm kiểm soát cửa khẩu với 76 chốt, trên 500 cán bộ chiến sĩ tham gia. Tăng cường lực lượng phương tiện, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ, thực hiện chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở 24/24 giờ. Ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Thực hiện mục tiêu kép, vừa căng mình chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an toàn của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh công tác tham mưu, hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới. Hoạt động của số đối tượng chính trị tiêu cực bất mãn, quá khích, đòi yêu sách với các cấp chính quyền trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Ngăn chặn và vô hiệu hóa thành công số đối tượng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo lập nhà nước Mông, các hoạt động vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, các tà đạo dê sùa bà cô dợ. Những kết quả mà hai lực lượng công an biên phòng phối hợp đạt được trong thời gian qua đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực, hiệp đồng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với những nỗ lực ấy, chắc chắn rằng những người lính nơi địa đầu Tổ quốc này sẽ chắc tay súng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vẹn toàn giải đất biên cương Tổ quốc. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.